Mà hừng sáng các cô chú anh chị, nếu mà mùa mưa nó đùng thì có máy bay bay thì rất là tiện ích nha. Thì máy bay này nó bay để mà cho lúa khô nhanh. Chuột luôn á, cái gì nó tàn phá biết bao nhiêu mà nói khủng khiếp luôn. Cô chú anh chị thấy ha, ở trên là dí cụ nè, nó xuống đây nè, ở dưới này mình đặt cái nú nè, nó vô cái. Mình vô tình thì mình đi ngang đây mình gặp có một bầy vịt rất là khủng khiếp nha các cô chú anh chị. Bầy vịt này hàng chục ngàn con nha. Giờ bị dịch nè, các cô chú anh chị thấy hết biết bị dịch không? Chợ rất là nhiều luôn á, rất là đầy luôn. Ở đây thì mình thấy đang cắt lúa mà sao én liền dữ vậy ta, quá tệ. Ở đây thì tôi đã quay lóc thấy 4 chiếc DC-70 các cô chú anh chị cắt song song nhau ha, giờ rất là đẹp luôn nè. Máy này là máy nông dân á, hao hụt biết nhiều nữa, nó cắn banh chành hết trơn luôn. Thì giờ nó đang gom cù nè các cô chú anh chị, quá trời chuột rồi, nó gom cù rồi đó, máy nè thắng tới. Bà con nông dân đang cắt các cô chú anh chị, thì lòi lúa vô đây, thì cắt bao nhiêu thì lòi vô bấy nhiêu, thì ở dưới sông thì đã có ghe nha các cô chú anh chị. Cuối cùng thì thành quả dí cù từ sớm giờ các cô chú anh chị, nó vô cái nú rồi nè, quá trời chuột luôn rồi. Bây giờ mình thấy ha, chuột cũng khiếp, thì đợt này là rất là lẹ luôn. Cái đàn vào của nó là nó truyền dây nhanh các cô chú anh chị, cho nên là nó rất là đi bẻ, rất là mau luôn. Ở đây thì cũng có bầy vịt khủng khiếp rồi các cô chú ơi. Bầy vịt này thì thả dưới sông nha, vô tình thì mình ở trên cầu chạy ngang thì mình sẽ gặp, rồi mình sẽ quay cái máy ở nha. Giờ mình thấy nha, dằng mà để đi bắt chuột là khủng khiếp luôn đó, nhưng mà miếng này thì rất là ít chuột nha, so với những miếng khác thì không có nhiều. Ở đây thì dân bắt chuột rất là đông rồi các cô chú anh chị. Cầu Đấu Lóc xin mến chào quý cô chú và anh chị nha. Thì bữa nay Cầu Đấu Lóc xin tiếp tục hành trình ra những cánh đồng ruộng quay những chiếc máy cắt đẹp cho các cô chú các anh chị xem nha. Thì ở đây thì Cầu Đấu Lóc thấy cánh đồng này cắt máy rất là đẹp các cô chú anh chị. Toàn là máy 70 lút hoặc là DC-100 hoặc là DC-93 nha các cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ Cao Đỗ Vlog xin mời quý cô chú và anh chị cùng Cao Đỗ Vlog ra đồng quay cắt lúa nha các cô chú anh chị. Cánh đồng Kiên Giang này toàn là máy đẹp không nha các cô chú anh chị. Máy lút nè các cô chú anh chị thấy ha, chiếc nào như chiếc nấy nha. Rồi DC-100 với 93 thì nó cũng đều đẹp hết các cô chú anh chị. Mình giờ thấy nó rất là đẹp nha. Ở đây thì tôi đã vlog thấy 4 chiếc DC-70 các cô chú anh chị cắt song song nhau ha, giờ rất là đẹp luôn nè. Máy này là máy cắt của công ty các cô chú anh chị, máy còn rất là mới nha. Máy này là DC-70 không nha, xe máy rất là đẹp luôn các cô chú anh chị thấy ha, cắt song song với nhau giờ thấy cực kỳ đẹp nha. Chiếc DC-100 này cắt rất là siêu đỉnh nha, rất là lẹ luôn. Cái đàn vào của nó là nó truyền dây nhanh các cô chú anh chị, cho nên là nó rất là đi bẻ, rất là mau luôn. Chiếc đề thường thường thì tàu đâu lắp thấy chiếc mấy chiếc cơ sơ trong mấy năm chạy rất là nhanh các cô chú anh chị. Cái lúa thì không biết mình giờ thấy thì nó đạt 100%. Ở đây thì có một chiếc 100, một chiếc 70 lút các cô chú anh chị. 100 thì chiếc nào như chiếc nấy ha, chạy rất là nhanh luôn. Giờ mình thấy ha, nó còn rất là mới nha. Còn đây là chiếc 70 lút nè, chiếc này cũng còn đẹp các cô chú anh chị. Thì đa số thì cánh đồng mình dòm thì thường thường mình thấy đa số là máy đẹp không các cô chú anh chị, chứ ít có cái máy nào mà nó tệ nha. Như chiếc lút này nó cũng còn rất là mới, còn chạy thì mình dòm thấy nó cũng rất là lẹ ha, dòm rất là nhanh không, nó chạy cũng không thua gì chiếc 100 đâu nha. Còn ở trên thì có nguyên một cái đàn én, nó liền khủng khiếp, cắt rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Hai cây máy 93 luôn á. Chiếc DC-93 này quá đẹp các cô chú anh chị, còn rất là mới luôn nha, cắt rất là đều ha, mình thấy cắt rất là đẹp nha. Chiếc máy này thì nó còn rất là mới, mình thấy dòm mình thùng và áo đồ này kia thì mình còn thấy rất là đẹp nha các cô chú anh chị. DC-93 thì nó
mới đây thôi cho nên nó rất còn đẹp các cô chú anh chị ơi. Chợ rất là nhiều luôn á, rất là đầy luôn. Ở đây thì mình thấy đang cắt lúa mà sao én liền dữ vậy ta, quá trời én liền rồi. Én này chắc nó ăn gầy nha, mình thấy trên bầu trời là én liền đen hết trơn các cô chú anh chị. Rất là nhanh không, tốc hành không. Quá dữ luôn, chạy lên dốc. Ở đây thì cũng có bầy vịt khủng khiếp rồi các cô chú ơi. Bầy vịt này thì thả dưới sông nha. Vô tình thì mình ở trên cầu chạy ngang thì mình sẽ gặp, thì mình sẽ quay cái bầy vịt này cho các cô chú và anh chị cùng xem luôn nha. Bầy vịt này khá là nhiều, mình thấy nó đang cầm ở dưới sông. Mình vô tình thì mình đi ngang đây mình gặp có một bầy vịt rất là khủng khiếp nha các cô chú anh chị. Bầy vịt này hàng chục ngàn con nha. Giờ bầy vịt nè, các cô chú anh chị thấy hết biết bầy vịt không? Mình thấy khủng khiếp ha. Thì vào mùa hè thu các cô chú anh chị thì lúa cắt thì bắt đầu vịt sẽ chạy đồng nha. Thì đa số là bà con từ miền xa chạy đồng về khu vực của Kiên Giang này nha. Thì mình thấy bầy vịt này rất là nhiều đó. Mình nghĩ bầy vịt này từ giá là hàng chục ngàn con đó các cô chú anh chị. Thì cái miếng lúa này thì cắt rồi đó, cho nên là bà con sẽ lùa vịt cho ăn các cô chú anh chị. Mình thấy bầy vịt này các cô chú anh chị, mà khi đến cắt, đến ăn rồi thì gặp những cái đám mưa lớn thì cắt nó hao hụt rất là nhiều nha. Cũng thấy tội nghiệp cho những bà con nông dân thu hoạch lúa vào vụ hè thu này nha. Thì mình thấy nếu gia đình nào có được máy bay thì bay nó khô, cắt nó đỡ nha. Còn những cái miếng đất không có máy bay thì cắt yếu yếu, nó gà lúa rất là nhiều các cô chú anh chị. Cho nên nó rất là hao hớt của bà con nông dân các cô chú. Các cô chú anh chị thấy nha, hai chiếc máy bay này nó liền liền phía trên đó nha. Không phải là nó xịt thuốc đâu các cô chú anh chị, mà là nó bay cho nước lúa khô để cho máy cắt cắt các cô chú anh chị. Tới hai chiếc luôn ha. Cái này là nếu mà hừng sáng các cô chú anh chị, nếu mà mùa mưa nó đùng thì có máy bay bay thì rất là tiện ích nha. Thì máy bay này nó bay để mà cho lúa khô nhanh, để mà máy hoạt động sớm các cô chú anh chị. Rất là tiện lợi cho bà con nông dân ha. Có máy bay thì rất là tiện lợi nè. Hai chiếc luôn các cô chú anh chị. Nó bay để mà nó cho khô đọt lúa sớm, để mà máy liên hợp cắt nha. Thấy nó bay liền gì đó, chứ không phải là nó xịt thuốc đâu, mà là nó bay để cho nước khô để mà cắt lúa. Công nhận thiệt chứ. Hai chiếc máy bay mà nó bay gà thì nó rất là mau khô các cô chú anh chị. Kỹ thuật của nông dân cũng rất là hay. Thì đây là đang cắt nè. Thì máy bay cũng đang hoạt động ở phía trên để cho nước màu khô. Còn ở phía dưới thì các cô chú anh chị thấy máy đang tiếp tục liên hợp, đang tiếp tục để cắt lúa nha. Rất là tiện ích cho bà con nông dân ha các cô chú anh chị. Nếu mà có máy bay thì chúng ta cắt sớm được nha. Ở đây thì cậu Đậu Vlog thấy có hai chiếc răng ma các cô chú, hai chiếc răng ma nha. Thì mình thấy hai chiếc răng ma này cắt thì nó hơi chậm nha. Dưới lúa này thì nó hơi xịp chồm đốm các cô chú anh chị. Mà răng ma thì mình thấy cắt hơi chậm hơn DC93 viên 100 các cô chú anh chị. Thấy mình thấy ở đây thì hai chiếc răng ma luôn nè, đang cắt cái khuôn lúa này. Khuôn lúa này thì chín màu rất là đẹp các cô chú anh chị. Ở bên đây cũng đang dí cù nữa các cô chú anh chị, nhưng mà miếng đất này nó khô, nó không có nước thì chuột nó không có ở nha. Thường thường thì vụ hè thu mưa, miếng nào đông nước thì nó mới ở nha. Giờ mình thấy nha, dằn mà để đi bắt chuột là khủng khiếp luôn đó. Nhưng mà miếng này thì rất là ít chuột nha, so với những miếng khác thì không có nhiều. Ở đây thì dằn bắt chuột rất là đông nha các cô chú anh chị, nhưng mà nó không có chuột các cô chú anh chị. Rồi cậu Đỗ Vlog sẽ mời các cô chú anh chị qua miếng đất bên kia thì rất là chuột nhiều nha. Để mình miếng lúa này quá chuột rồi các cô chú anh chị ơi. Hết biết chuột rồi kìa, trời ơi. Bởi vì nó sát hại mùa màng của nhân dân biết nhiêu nữa. Năm này là dí cù nè các cô chú anh chị.
con nào nấy thấy ghê hồn không, quá trời chuột luôn rồi. Mình sẽ quay ngay cái đường nước này nè, bây giờ mình thấy nó được nha, tại vì đường nước nó không có lúa các cô chú anh chị, cho nên mình quay ngay đây thì mình mới thấy được rõ ràng là quá trời chuột luôn. Vì thì mùa màng của bà con nông dân á, hao hụt biết nhiều nữa, nó cắn banh chành hết trơn luôn. Thì giờ nó đang gom cù nè các cô chú anh chị, quá trời chuột rồi, nó gom cù đó, máy nè, tắn tới luôn nè. Bởi vì cho nên nó chạy tạt 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 lên hướng trên nè. Ở trên thì mình sẽ làm một cái nú, cho nên là nó không thoát được nha. Quá trời chuột rồi, cái miếng lúa này chuột khủng khiếp chuột luôn. Cái gì nó tàn phá biết bao nhiêu mà nói, khủng khiếp luôn. Cô chú anh chị thấy ha, ở trên là dưới cù nè, nó xuống đây nè. Ở dưới này mình đặt cái nú nè, nó vô cái khủng khiếp không có chuột kìa. Giờ mình thấy hết biết chuột luôn rồi, khủng khiếp chuột luôn nha. Mình thấy tối tăm nữa ha, bởi vì nó hại mùa màng của nó. Cuối cùng thì thành quả dí cù từ sớm giờ các cô chú anh chị, nó vô cái nú rồi nè, quá trời chuột luôn rồi. Mình giờ mình thấy ha, chuột khủng khiếp. Thì đợt này là bắt hết nha, nhưng mà không biết còn cái số nào để tạo ra phương tiện vụ. Ở đây thì các máy lòi lúa vô bờ kinh các cô chú anh chị. Ở đây thì mình thấy cắt toàn là 70 lút với DC93 không nha. Mấy máy này là giờ mà còn rất là đẹp các cô chú anh chị. Mình thấy rất là đẹp luôn nha. Đó, chiếc DC93 này còn rất là mới luôn nè. Mấy anh cắt vừa xong, đất thì nước quá nước rồi các cô chú anh chị. Cắt xong thì lòi vô bờ kinh rồi máy thì sẽ lên bờ kinh đậu luôn nha. Chiếc 93 này còn rất là đẹp luôn. Đó, các cô chú anh chị thấy ha, chiếc 93 này còn rất là đẹp, còn mới chát luôn. Lúa lòi lên bờ kinh nè các cô chú anh chị ơi. Còn chiếc 70 lút thì nó đậu ở dưới ruộng nè. Giờ em thấy đẹp không ạ? Bà con nông dân thì chỉ đợi có ngày này nha các cô chú anh chị. 3-4 tháng trời thì làm lúa thì chỉ đợi cắt lúa rồi căng để lấy tiền thôi. Thì đợi trong 3 tháng mấy thì cũng đã hoàn thành. Thì bữa nay là bà con nông dân đang cắt các cô chú anh chị. Thì lòi lúa vô đây. Thì cắt bao nhiêu thì lòi vô bấy nhiêu. Thì ở dưới sông thì đã có ghe nha các cô chú anh chị. Thì ở đây thường thường mấy con kinh này nó lớn các cô chú anh chị. Thì nó vô được á. Bà con nông dân cũng đỡ tiền lòi lúa về nha. Vì ở đây thì mình cứ lòi ra ngoài kinh thì kinh lớn thì có ghe đến để căng lúa luôn các cô chú anh chị, căng trong ngày cắt luôn nha. Ở đây thì thường thường bà con cắt lúa thì vô trong thì có ghe lái căng sẵn các cô chú anh chị, cho nên là khỏi có lo cái vụ để qua đêm nha. Lúa đây thì mình thấy cũng có ký rất là nhiều luôn đó, cái này là 6 mấy không nè. Thì vừa cắt ở ngoài là lòi vô đây thì căng luôn các cô chú anh chị, cho nên lúa này rất là có ký nha. Thì mình thấy nãy giờ căng bao thứ hai rồi, nhưng mà nó tầm 6 ngoài không nha, ít có 5 mấy lắm. Thì 6 mấy nhiều chứ 5 mấy thì ít nha. Thì đến đây cầu đấu vlog cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn các cô chú anh chị lại video kế tiếp của cầu đấu vlog nha. Còn các cô chú anh chị nào có yêu thích kênh Cao Đỗ Vlog thì cho Cao Đỗ Vlog xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký các cô chú anh chị. Cao Đỗ Vlog xin thành thật cảm ơn. Rồi thì đến đây Cao Đỗ Vlog xin kết thúc video. Hẹn các cô chú anh chị lại video tiếp theo của Cao Đỗ Vlog.